Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4 đã làm cho hệ thống điện bị thiệt hại nặng nề, trong đó lưới điện 110 kV bị sạt lở hai cột, lưới điện trung áp bị sự cố 41 trên 158 điểm, trên 640 cột điện hạ thế bị nghiêng, gãy đổ. Hơn 2.740 trạm biến áp bị sự cố gây mất điện gần 423.800 khách hàng. Hiện nay nhiều nơi đang còn ngập nước và thủy điện tiếp tục xả lũ nên các đơn vị chưa thống kê hết thiệt hại. Đặc biệt, vào lúc 5 giờ sáng ngày 2 tháng 10, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có mưa to kèm theo lũ quét, làm mất điện trên diện rộng. Hiện các xã Tây Sơn, Nậm Cắn, Bắc Lý, Mỹ Lý, Mường Lống, Phà Đánh đang bị cô lập không thể tiếp cận. Đến 18 giờ ngày 2 tháng 10, công ty điện lực Nghệ An đã khôi phục toàn bộ hệ thống lưới điện 110 kV và 40 trên 41 lộ đường dây trung thế bị sự cố. Đã cấp điện trở lại cho trên 400.000 khách hàng công ty điện lực nghệ an đang nỗ lực cao nhất để cấp điện sớm nhất cho người dân khắc phục hậu quả mưa lụt trong đó có huyện kỳ sơn